trên đường đi làm mà ghé qua cái tiệm tạp hóa nhỏ nhỏ đây, mua chút đồ ăn vặt. Em muốn cái gì nữa đây? À, kiếm cái gì cay cay, cái gì cay cay, cay em chua, chua và cay. Thank you. Tới hẳn rồi nhưng mà mình cũng còn thời gian nhiều lắm. Thử thủ đi. Starbucks. Một hướng dương. Một cái chip chua and cay. Wow, let's see. Cái cay cũng hấp dẫn lắm. Cái đồ chua cay này thì mình cũng có ăn qua rồi nhiều thứ, nhưng mà có thứ này mới ăn lần đầu. Cũng được. Vừa chua vừa cay, cũng không cay lắm, còn không chua lắm, rất là hấp dẫn. Very good.